Hôm nay đi xem nhà Open House tại thành phố Garden Grove. Một căn nhà nằm vị trí Connaught Lot, rất là đẹp. Mặc dù là vị trí ngã ba ngã tư, nhưng mà cái căn này á, là ưu điểm á, là không kiêng kỵ như người Việt mình hay nói. Những cái vị trí mà ngã ba ngã tư á, thường như thế này gọi là kỵ nè. Đây, ví dụ như đây, thì những người Việt mình lại không thích những cái căn dạng như thế này, là từ đầu đường mình đâm xuống cuối đường gặp nhà. Đó là vấn đề là kiêng kỵ của người Việt mình. Nói sơ sơ một chút cái căn nhà này, thì hôm vừa rồi có nói chuyện với anh Don Phạm, thì cũng đã nói chuyện vừa qua với anh là một lần rồi. Giá nhà này là đang list là 1.3 triệu. Thì anh Don Phạm ảnh có nói là sẽ giữ cái căn này nó cao hơn 100.000 nữa so với những cái căn xung quanh đó, tại vì là đã xin được cái permit làm cái ADU rồi. Đó là lý do mà vì sao mà cái căn này nó đắt hơn những cái căn còn lại. Cái lot size của cái đất này thì rất là rộng, đâu đó thì tầm 11.000 square feet. Đây, căn nhà góc mặt tiền, hai góc mặt tiền. Góc mặt tiền bên đường Barclay và góc mặt tiền bên đường Omar. Thì cái khu này thì chung quanh đây này không có cái apartment, condo gì hết, nên là đậu xe rất là thoải mái. Mỗi lần mà có tiệc tùng hay là party á, mình có thể là đậu được đâu đó có thể là hơn 15 chiếc, rất là chỗ đậu xe rất là thoải mái. Cái ưu điểm cái căn nhà này nữa là nó nằm good location ở phía sau, ở phía bên kia lắm, đi tầm khoảng 3 phút là ra được cái Walmart. Thứ hai nữa là gần trường, có một cái trường ngay cái góc qua đường đường Gilbert với là cái đường Orangewood, chính xác. Đây, anh Don Phạm, listing agent, điện thoại là 714-797-3589. Đây, căn nhà có một vị trí rất là đẹp, corner lot nằm hai mặt tiền. Theo như anh listing agent Don Phạm anh nói là cái nhà này là vừa sửa chữa vừa remodel xong thì open house luôn, và giá chủ nhà mà muốn đưa ra là 1.3 triệu. 1.3 triệu sau khi remodel là 1.3 triệu. Ok, đây là bên hông mặt tiền, còn phía trước mặt tiền này. Gia đình nhỏ em thì không có tiền mà nhưng mà cứ thích đi xem nhà, nhà nào open house là thích đi xem liền. Đôi khi mình xem nhiều nhà tự nhiên mình có cái idea ý tưởng, và họ thiết kế, họ trưng bày, họ decoration những cái vật dụng trong nhà rất là hay. Đây là góc mặt tiền, góc mặt tiền phía trước đường Barclay. Đây men mẹ vẫn còn đang là quá trình là sửa chữa. Rồi chắc đi vào trong xem. Ở đây ở phía sau, thì cái người mà thiết kế họ làm riêng biệt luôn. Đây dành cho máy giặt và máy sấy nè. Đây là tách thẳng ở phía trong nhà luôn. Đây là central air. Còn đây là phía sau có cái cửa. Cửa này là họ dự định là làm xây đây một cái ADU này. Đây xây một cái ADU này, mà giờ xây ADU bây giờ là phải 250-300 ngàn thôi. Tiền labor hiện giờ thì rất là mắc. Và cái căn này là đang quá trình vẫn còn remodel một xíu, 3 phòng ngủ với phòng tắm. Và đây là ở phía sau đây. Cái hàng rào hoa này hoa gì đây? Rất là riêng tư. Group này chắc là chủ nhà cũng mới thay rồi. Ở phía sau thì không trồng một cái gì hết á, tại vì sau khi mà như là anh Don Phạm anh nói là sau khi mà lấy cái permit rồi á, thì họ sẽ xây một cái ADU ngay chỗ này, và cái lối ra thì ngay chỗ này.
đây là kích thước của căn nhà, sạch sẽ, bộ và thời gian để mới riêng bắt đầu xong. Nhà này tổng cộng là 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Vừa bước vào đây, open floor lên. Đây có lẽ là cái living room đây. Để đi xem ở phía trong, đây cũng có chỗ để nó giặt và nó sấy. Đây lúc này là phòng bedroom đầu tiên. Kế bên này thì là phòng tắm, phòng toilet. Và ở ngoài này, ngoài đường hướng bên này nhìn ra đường, có thể gọi là cái master đầu tiên, cái phòng master bedroom đầu tiên. Đây có một cái lối đi walk-in closet nhỏ nhỏ. Đây chất liệu làm rất là tốt, bài trí rất là đẹp. Kitchen đây. Tất nhiên cái loại này không nên làm bằng đá hoa cương, gọi là người ta làm giả đá hoa cương thôi. Rất đẹp, vẫn đang trong quá trình là hoàn thiện một số phần. Đây là cái garage của nhà, là ta đậu được 2 xe. Và bước vào cái garage thì vào trong nhà có một cái bathroom đầu tiên. Đây có thể để được máy giặt, máy sấy và có thể để thêm được phần. Cái này có thể cho xe được, tại vì trong này nó có một cái bathroom và một cái garage rất là hay. Đây mình không cần là cái convert này thành cái phòng ngủ, nhưng mà ít nhất nếu mình muốn thì mình có thể cho một cái dành nhỏ xe ngay cái góc này được. Rất đẹp, rất tiện lợi. Đây là khoảng sân sau. Cái khoảng sân sau thì tại vì xây ADU rồi nên cũng không cần mà trồng những cái loại hoa hoặc là loại trái cây nữa. Đẹp quá. Vuông vắn. Nhà rất là vuông vắn.